Ok, nãy giờ không được. Ừ. Nãy giờ mấy lần luôn lên connect vô mà bên không thấy bên Duy. Mỗi lần á thì mời 4-5 lần mới vô được anh. À, anh không biết nữa, chắc tại vì anh vừa tại vì hơi mau hết pin á, anh vừa dùng cái này là vừa chạc pin luôn, thành ra nó hơi nóng. Anh nghĩ chắc lúc nó nóng nó điên lên. Nó điên lên giống như cái người nào ở bên Pháp vậy á, tối ngày cứ lên chửi người ta, rồi chửi giết hết cái gì để chửi luôn rồi. Trời đất ơi, ngộ khổ ghê đó. Bữa nay gì Bạn vui đang mà làm anh? gì? Vui chứ, Bữa nay gì vui vui? đâu gì. Nói nghe nè, đầm hái nho ơi, đừng giận nha, chửi qua chửi lại thôi nha. Nhưng mà em phải biết là anh có nhiều lý hơn em bị đuối lý rồi. Cái em lên đây em mắng mỏ người ta không à, hèn lắm, ok. Có gì hay lên nói anh nghe, ok. anh Gì anh phải sao nói bán như này nè? là anh phải nói là mặc dù mình nói với nhau cho vui thôi nhưng mà anh rất là thương em à. Đúng, anh gửi thùng thuốc 5 năm luôn, kế hoạch 5 năm luôn, tiến nhanh tiến mạnh, ok, đừng lo, it's coming. Sao gì, muốn nói gì? Anh có Nói gì anh chuyện soạn đời bài nhiều, muốn nói gì cũng được, anh rất là soạn bài rất là nhiều, nói đi. về, anh muốn nói Vậy anh chọn được gì rồi? Anh chọn được gì rồi? à, bây giờ muốn nói về gì, muốn nói, để nói, muốn 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 nói về chính phủ Mỹ không, hay muốn nói gì cũng được đó, nhiều lắm. À, nói thế đi nha, nói thế đi. Nó thế, thế thế Rồi. thực tế nhất. Okay. À, cái này là tin tức mới nhất, 17 tháng 4 2018, ok. Thì Rồi. Mỹ cái luật thuế của Mỹ là cái này Duy biết nè, ok. À, tại vì có một ngày sẽ làm đăng bên này. Nó kêu luật thuế của Mỹ, nó kêu là progressive, tức là từ 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 lên, chứ không phải là cái 1% chính xác. Rồi anh nói để cho biết, ok. Những thí dụ như này mình nói độc thân nha, anh sẽ nói hai trường hợp luôn, tức là độc thân với lại vợ chồng, ok. Rồi. Rồi, độc thân tức là mình làm độc thân, mình làm từ 0 đồng cho đến 9.325 đồng thì mình đóng 10%, Anh đang nói ok. một năm nữa hả? Một năm á, một năm á, một năm á, Thì nhưng năm mà ngàn một với chín ngàn mới đóng thế rồi. đâu 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 đó, tức là có những người người ta đi làm part time, tức là người ta làm những người mà mẹ giữ con rồi đó, lâu lâu người ta mới đi làm lần thôi, thành ra là đâu phải ai cũng làm một tuần 40 tiếng, hiểu không? Tức là người ta hả? 9.000 một năm mà đóng 10% rồi hả? Chính phủ Khoan, từ 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 từ, nó tùy trường hợp nó giải quyết. Thí dụ rồi như rồi Duy rồi đi, rồi bất cứ người nào trong diễn đàn này, thí dụ trẻ tuổi mà độc thân không có khấu trừ gì hết, thì một thôi mình chín em lấy vợ một liền mình luôn. ok rồi. À, rồi cũng là ok. Thí dụ mà hai người thì nó gấp đôi lại, tức là thí dụ hai vợ chồng thì là từ 0 đồng cho đến 18.650 đồng, đóng thuế 10%, ok. Rồi đó là Chính cái đó là một mức mình thấp em nhất hả? Tức là đó. sao? Hai người cộng lại, hai người cộng lại, Hai người cộng lại hả? ok. À, hai người cộng lại đàng hoàng, ok, Ừ. hai người cộng lại Thì cũng như 8.650. 19.000. Cái 19.000 gì mà vợ thất nghiệp thì em phải quýt lại, em nuôi nó, đúng không? thì đúng rồi, tức là từ 0 Ừ. đồng, từ 0 đồng hai người cộng lại từ 0 đồng cho đến 18.650 đồng thì đóng 10%, ok. Ủa mà không đồng ăn welfare mẹ rồi đóng gì trời? Thì nhưng mà đó là cái luật nó đưa ra như vậy thôi, khoan Ừ. để biết. À, rồi cái phần trăm cái đó là 15%, ok. Bây giờ độc thân nè, Ừ. độc thân nha, hồi nãy á, là 9.325 đồng là cái mức 10%, vừa bước qua Ừ. một đồng thôi là bắt đầu từ 9.326 đồng cho đến 37.950 đồng là đóng thuế 15%, là độc thân Ừ. nha, tức là Rồi 15. 93.326 cho đến 37.950. 37.000. Biết Rồi. là đối với Mỹ á, cái mức này vẫn là cái mức low income, tức là cái Thấp mức lương thấp, thấp thấp. tại 50.000 vì mới mới trung bình. GDP của cái gì đó, lương đầu người của Mỹ là 59-60 ngàn gì đó, ok. Tức là Ừ. mấy cái này nó là dưới nè. Còn Đúng còn rồi. Đúng rồi. cái mức đầu tiên mà 9.000 mấy, nó kêu là poverty level, tức là cái mức nghèo, cái Ừ. là nghèo. Nhiều khi nhà nước nó còn cho mình này kia cái nọ, xin đủ thứ chuyện đó, ok. Rồi cái phần 15% á, nếu mà hai vợ chồng nha, hai vợ chồng ngon nè, tức là từ 18.651 đồng cho đến 75.900 đồng, hiểu á, số này khả Ừ. quan đó. Hai người lại là 75.900 đồng á, là hai người là ổn rồi đó. 15%. Ừ. Đó là hai vợ chồng á, là đóng 15%, ok. Dạ. Rồi rồi ha, thấy tức là bắt đầu nó 10% ha, cái nó nhảy lên 15%. À, xong nó nhảy lên cái kế nữa là 25%, ok. 25% á, thì độc thân bắt đầu từ mức 37.951 đồng cho đến 91.900 đồng, phải không? Tức là Duy Đúng. làm gần
gần 100.000 rồi, chỉ đóng có 25% thôi hả? Ừ, À, 25. một người. Còn hai vợ chồng này á, hai vợ chồng á là 75.901 đồng cho đến 153.100 đồng. Đó là hai vợ chồng đóng 25 Nó hết cộng nhân đôi 30. rồi đó anh, nó hết nhân đôi rồi Hả? đó, nó hết nhân Đúng đôi rồi, lên rồi, hết. Đúng nó nhân đúng rồi, rưỡi rồi rồi. hết. Coi Ừ. mấy này vui nè, mấy này vui. Ok. Rồi hồi nãy tức là nó nhảy từ 10, cái nó nhảy lên 15, cái nó nhảy lên 25 không? Cái kế này là nó 3% thôi, nó lên liền là tức là 28% nha. Cái mức vừa rồi là Ừ. 25%, kế là 28%. Và những người độc thân có số lương từ 91.901 đồng cho đến 191.650 đồng, tức là đại khái là từ 92.000 cho đến gần 200.000 á, đóng 28%. Vì thế không, thật sự đóng đâu có nhiều đâu. 28% Không. mà không nhiều. Không, nhưng mà chỉ làm cái 200.000 mà chỉ đóng 28% là để chút nói những con số cao cho nghe. Ok. Rồi, hai vợ chồng cùng nhau thì vẫn là 28%, hai vợ chồng cộng lại là 153.101 đồng cho đến 233.350 đồng là đóng thuế mức 28%. Ok. Ừ. Rồi, cái mức kế nữa là nó nhảy lên là 33%. Ok. Những người độc thân đóng 33% là những người kiếm được tiền từ 191.651 đồng cho đến 416.700 đồng. Như thế không? Bốn trăm mấy ngàn mà đóng 33%, tức là được đại khái là thật sự không có nhiều. Ok, thật sự Rẻ không Minh nhiều. Pháp, rẻ Minh Pháp, Tại sao nói Pháp với ông chi vậy? Đang có chuyện. Đang có đang biết chuyện. có Pháp thôi chứ đâu có biết ai nữa đâu, biết có Mỹ Không, với Pháp thôi. nói chung bên Âu Châu đóng thuế hơi cao, anh biết điều đó, đóng thuế hơi Dạ. cao. Ok, rồi hai vợ chồng cùng 33% là hai vợ chồng số lương cộng lại là 233.351 đồng cho đến 416.700 đồng là đóng 33%. Vì biết hai vợ chồng ở bên Mỹ mà kiếm được lương mà bốn trăm mười mấy ngàn là quá rồi, cao lắm rồi đó, đó là thuộc dạng Gần cao bằng rồi ông đó. đúng rồi, gần Hả? bằng Obama rồi. Để chút nói lương tổng thống với cái vụ về hưu cho nghe. Ok. Rồi cái mức lương kế nữa là ba, chỉ thấy không, bắt đầu trên 25% nó không còn nhảy 10% 10% nữa mà nó nhích nhích từ mấy phần trăm, tức là nó lấy từ 25% cho đến 28% cho đến 8 33%. được Ok. Rồi cái mức kế nữa là 35%. Ok, 35% là cho những người độc thân kiếm từ 416.701 đồng cho đến 418.400 đồng. Đấy, thì, đấy không, tức là theo như anh Tây nghĩ, anh Sơn Tây nghĩ thì những cái đối tượng độc thân nào mà có thể kiếm được số tiền đó 400.000 một năm. mấy mà thằng làm bên IT đó, tức là Information Technology, là bên phần mềm rồi đó. Ô, anh có bạn anh nó kiếm nhiều lắm, cái đó là bèo á, nó kiếm cả triệu đồng luôn á, chứ không không nhảy đâu, nhảy nhảy Nhưng không nhảy mà hết nó làm chắc phải là lâu lâu rồi đúng không? Phải thâm niên này nọ đó. trơn. Chứ mới Chủ, vô chắc cũng không được. nó làm chủ rồi, nó anh biết có người là nó là chủ rồi, nó contract cho nhà nước nữa, là government contractor, là nó kiếm cả triệu đồng. Cái chuyện đó chuyện bình thường, nhiều nhiều người kiếm bạc triệu Mỹ lắm, chuyện bình Như thường. anh nói là bên y tá bác sĩ là trung bình là khoảng 300.000 ha. Mà anh có người bạn là nha sĩ á, là kiếm bèo á, bèo là khoảng 300.000 á, nha sĩ á. Và đó là nha sĩ thuộc dạng trung bình với thấp rồi đó. Ok. Cái đó là À, nha sĩ, là nha nha sĩ lãnh lương hay là nha sĩ mở phòng mạch hay là nha sĩ có mở phòng mạch riêng? riêng á, có phòng mạch À, phòng riêng mạch á. riêng đó, còn nó à, còn còn à, bác sĩ mà lương giải á, phẫu thẩm lương mỹ á, rồi đó. em hỏi lương á, chứ còn em không hỏi cái chuyện mà mở kinh doanh, em hỏi chuyện lương á, tại kinh doanh nó vô số mà đâu biết được. Thường thường á Duy, thường thường đa số bác sĩ rồi đó là người ta có phòng mạch riêng, có một số À. tại vì làm trong nhà, nằm trong bệnh viện đâu có kiếm tiền bằng mở phòng mạch riêng. Ok. Rồi bấy nhiêu rồi. Rồi cái mức 35% mà cho hai vợ chồng nha, hai vợ chồng á là cộng lại là từ 416.701 đồng cho đến 470.000. Anh nói thiệt Duy, thật sự cái thuế Mỹ nó không có cao, đâu so với những nước khác. Ok. Thì nếu mà Rồi, so cái với này Pháp thì không bằng, so với Việt Nam thì cao hơn, còn so rồi nó cũng nằm ở bình 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 thôi, thì đâu bây không giờ có là là nước mức cao nhất. giờ mức bây giờ mức tột đỉnh là 39.6% nha mọi người. Cái mức thuế cao nhất á, tức là 39.6% thôi, 40 bằng là nó cho dễ chấm nhớ nghe, sọt. không làm 40 cho nó dễ nhớ, 39.6 nữa. Đi Mỹ là chấm sọt mà nó cao lắm, nó tính từng sen luôn, nó tính từng 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 cắt. Ok. Rồi. À, những người độc thân kiếm tiền từ 418.401 đồng cho đến triệu 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 tỷ đồng. Ok, là đóng thuế là 39.6% thôi. Và hai vợ chồng nhập lại thì cộng lại là 470.001 đồng cho đến triệu 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 tỷ, là
và 39.6% là xong đó, là thấy vậy không, nó nhích lên từ từ. Và những cái người mà khoảng chừng 20-30 ngàn á, mà mẹ 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 single mom đó, tức là mẹ nuôi con rồi đó, ôi rồi nhà nước nó khấu trừ, nó cho đủ thứ chuyện đó, lúc mình khai thuế nó cho tiền ngược lại, hiểu không? Nghèo Đó, quá đó. mình nghèo quá nuôi con Đúng luôn. rồi, đúng rồi, không đủ sống, thành ra nó sẽ cho ngược lại, chứ không phải là làm 9.000 mấy rồi nó cũng nỡ lần nào nó lấy mình 10% đâu. Thật sự nó không có như vậy. Nó lúc đó là căn giấy tờ là vậy thôi, nhưng mà trên căn bản lúc mà đi khai á, thì nó là xê xích chút đỉnh. Ok rồi, tổng thống Mỹ, lương của tổng thống Mỹ, 400.000 năm. lương của tổng thống Mỹ 400.000 một năm, đúng. Nhưng mà sau khi về hưu rồi á, là không có được lãnh chọn số đó, như hình như mấy lần trước anh đã nói, thì không có lượng số đó. Ok nè, sau khi không còn là tổng thống nữa, thì là sẽ lãnh mãn đời số này 207.800 đồng, là lãnh tới chết thôi đó. Ok, sau khi không còn tổng thống nữa. Trong lúc làm tổng thống, ngoài cái lương 400.000 một năm, nó sẽ có những khoản này, nó có cái tài khoản nó cho là những cái chi phí vụn vặt, là nó cho 50.000. Ok, một cái tài khoản 50.000, tức là muốn chi gì chi không biết, nó để là expense, tức là dùng gì dùng. Ok rồi, có một cái tài khoản để đi travel, tức là đi du lịch, ví dụ bay đi chỗ này bay đi chỗ kia, đi chơi đó, nghỉ tổng thống đi chơi đó, là nó cho 100.000. Nó có cái tài khoản 100.000 để cho ông tổng thống muốn đi đi chơi riêng á, tức là không Là phải lúc là đang làm tổng thống đó đúng không? Đang làm đó đó, tức là ngày cuối tuần nghỉ rồi đó, ổng đi đâu chơi, thay vì đúng thí dụ như đi thăm Việt Nam là chuyến đi chính thức của không? nhà nước, Nhưng mà thì đó trong là nhiệm kỳ được. đó đúng không? Còn còn về hưu là cái khoản này mất. Khi mà nghỉ tổng thống rồi đó là cái khoản này mất. Những cái số này là đương kim tổng thống thôi, về hưu thì chỉ có con số nhất định là 207.800 thôi. Ok rồi, trong lúc làm tổng thống coi như là hiện có nè, 50.000 tiền chi phí linh tinh, 100.000 tiền du lịch, và 19.000 tiền entertainment, tức là tiền giải trí, thí dụ muốn mua cuối tuần muốn kéo ban nhạc về, hay là tổ chức phim, hay là bất cứ điều gì, nó kêu là entertainment, là giải trí nói chung, đó là 19.000. Tức là ngoài cái lương 400.000 ra, ông tổng thống được 150 với lại 19, coi như 170, 169.000 tiền chi phí linh tinh, này kia, 100.000 du lịch, với lại 19.000 tiền giải trí. Đó là cái tiền linh tinh đó là thôi. Ok rồi, đây nó tính luôn tạo lương tổng thống rồi nha Duy, nó phân tích ra luôn. Trong cái 400.000 một năm á, thật sự Duy biết không, ông tổng thống tính ra, ông tổng thống đâu phải làm trung bình một người Mỹ làm 40 giờ một tuần như vậy, nó tính ra ông tổng thống làm một tuần với 91 tiếng đồng hồ, là nó tính vậy đó, 91 tiếng, và ông tổng thống làm 49 tuần trong một năm, tức là một năm mình có 52 tuần lễ với gì, nó tính là ông tổng thống làm việc tụ quy tụ ra là 49 tuần, thành ra nó tính tính ra tiền giờ đó gì, tổng thống thật sự chỉ có 8 đồng 71 xu một giờ thôi, tức là tổng thống Mỹ không có giàu. Cái lương 400.000 không phải là lương giàu. Ok Giàu sao bằng đó, tổng thống Singapore, thủ tướng Singapore bởi vì tổng thống Mỹ đâu có xây biệt thự tiền tỷ đâu. hơn. Trời ơi, ai nói anh không có. Anh Trump coi Trump anh thấy biệt thự của Donald Trump chưa? Anh thấy biệt thự của ông Donald Trump 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 chưa? giàu hả? Nhưng mà ông Trump ông giàu trước khi ông tổng thống là gì, ông là vua 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 bất động sản, ông giàu lắm, ông nổi tiếng mà, nổi tiếng à. Mà biết tại sao ông Trump toàn là gậy đẹp không, biết biết đâu, tại vì ngày xưa đó là ông thầu những cái show tổ chức thi hoa hậu, tức Đúng là là Miss USA nè, Miss Universe nè, tức là ông thầu những cái công ty đó, ông trùm, bởi vì là người nào đẹp là ông tuyển hết á, bởi vì nghệ của ông, mấy mấy bà cũ là toàn là đẹp không, mà bởi vì con của ông, thấy không, cái đứa nhiên nào nó chuyện đó là được vậy đó. À, à, nhưng mà em thấy là nếu mà nói về đương kim tổng thống Mỹ á, mà không xây nổi cái gọi là cái biệt thự mà triệu đô á, thì tổng thống Mỹ dở quá đúng không? Làm tới 8 không năm Duy lần mà để dành nè. dư sức. Để nói Duy nghe nè, cái vấn đề á, là người Mỹ người ta ra, người ta làm những cái chức làm chính trị nè, làm government á, tức là làm nhà nước á, người ta ra làm để người ta lấy tiếng gì. Ok, để nói lương quốc hội luôn, cho nói lương quốc hội luôn, cho cái lương quốc hội cho nghe. Còn mình Ok ơi cái tiếng là số số trên giấy tờ thôi, còn ai chả hiểu có nguồn riêng anh đâu vậy, ở đâu chả vậy đúng không? ô Duy này, điều kiện của ông muốn ông Trump nè, tức là trước khi ông Trump ra tổng thống, tức là gì, biết là ông là vua 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 địa ốc đúng không, Rồi. rồi đi ra làm tổng thống á, tức là ông phải cắt đứt các quan hệ với lại kinh doanh của ông,
hoàn toàn cắt đứt hết, tức là phải nhượng tên lại cho ai đó là chứ không liên có quan được gì chinh. ở đâu chứ vậy, thì giờ người nhà ổng lãnh thôi, thì người nhà ổng làm, thì ổng làm tôi không kệ ổng, ổng đụng tới công ty ổng nữa, nhưng mà tài sản là người nhà của ổng, còn người nhà của ổng Ok mốt giàu lên thì ổng ổng về hưu quyền, người nhà của ổng sang tên lại cho ổng, đơn giản nè. thì đó không biết, anh không thấy bằng cớ, anh không biết. Nói chung á là có những chuyện là chúng ta phải hiểu. Chứ Gì nữa giờ là gì à, gì mà anh mà nói thẳng nói bậy nó bạ, coi chừng FBI nó tới kiếm mình giờ. mày nó rảnh lắm, Tiết nó lộ bí rảnh lắm, mật quốc gia. gì nó rảnh. Ô oh, quên 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 lên đây là an ninh mạng của Mỹ sẽ đến anh. Rồi. Bên Mỹ nó có không có lực lượng 47 nha mọi người, bên Mỹ nó có lực lượng M16 nha mọi người. Ủa anh ơi, anh có tìm hiểu lương mấy thẩm phán tối cao không anh? có Mấy có thẩm có phán có tối hết đó, cao phát biểu. có à, để chút nói mấy thẩm phán tối cao luôn, anh có đầy đủ hết đó. Ok bây giờ nói quốc hội trước đi nha, nói thượng viện Rồi. hạ viện trước. Ok à, điều kiện để mình điều kiện để một người công dân Mỹ là đúng điều kiện để là ra tranh cử cho hạ viện. Ok tức là người đó ít nhất phải là 25 tuổi và người đó phải là công dân Mỹ ít nhất là 7 năm, tức là anh thí dụ anh tranh cử được nè, mặc dù Được anh được không anh phải được ừ, mà anh là được công dân nhưng Mỹ nhưng mà phải ít nhất là 7 năm. Ok là công dân Mỹ và cái lúc mà anh đang tranh cử đó, thí dụ anh muốn tranh cử cho hạ viện của Tân Bình, tức là lúc đó anh phải có địa chỉ ở Tân Bình, hiểu chưa, tức là không đúng anh ở rồi quận nào khác anh tranh cử cho hạ viện của Tân Bình, hiểu chưa. ừ Rồi đúng rồi. thượng viện, ok người nào làm thượng nghị sĩ đó, tức là thượng nghị sĩ Mỹ chỉ có 100 ông thôi đó, tức là mỗi tiểu bang chỉ có Hai hai ông ông đại một bang hai hai ông một tới đại bang diện hai ông một tới bang đúng rồi đó, di rành rồi đó. Ok bang bự là bang một nhỏ gì cũng hai luôn hết á. đó. Ít nhất là phải 30 tuổi và ít nhất phải là quốc tịch Mỹ 9 năm. Mà Ok nhiệm kỳ ít tới nhất 6 năm nữa đúng không, nhiệm kỳ mấy ông bố đó tới 6 năm là mấy ông bố đó quyền đúng hơn rồi. mấy bố kia, Sao mấy hay bố kia vậy, quyền thôi, mấy bố này mới ghê nè. hạ viện là 2 năm, hạ viện là 2 năm. Ok 3 năm anh. à, hạ viện 2 năm, hạ viện 2 năm, thượng viện thì 6 năm và được rồi luôn, được tranh cử hoài luôn, không phải như tổng thống tức là hết nhiệm kỳ mình được ra tranh cử nữa, và cái này là chính thức dập bầu luôn á, tức là Ừ, người đúng nào rồi đúng nhiều phiếu không có cái vụ lắt léo như là bầu tổng thống, tức là về thí rồi dụ di ra tranh cho quận đúng hạt rồi của đúng rồi gì nhiều thắng ừ. rồi xong hết chuyện nói rồi sau 2 năm gì bầu lại tiếp nữa bên thượng viện gì sau 6 năm bầu lại, tức là mình có thể làm cho quốc hội hoài luôn đến khi nào người ta không bầu mình nữa thôi. Ok rồi giờ cũng tương tự như vậy, cái người ra làm người ra tranh cử cho thượng viện phải là thường trú trong cái quận hạt của mình, tức là trong cái tiểu bang của mình trong trong cái lúc ra tranh cử. Ok rồi lương của mấy người này, lương của mấy người này là trung bình là 174.000 một năm và khi về hưu á, thì không được lãnh giống như tổng thống vậy, đi về hưu tức là được tiền hưu thôi, tiền hưu thôi, con số chẳng có khả quan gì để nói. Ok Jason Bùi dân biểu tức là Jason Bùi Hạ nói là viện dân á, biểu là sao hả, dân biểu là Hạ tức là cái viện này anh nói là chính phủ liên bang thôi, anh không có nói về chính phủ từng tiểu bang nha, anh nói là chính phủ liên bang thôi đó. À và có tất cả là 535 người, 100 thượng nghị sĩ và 435 ừ. hạ nghị Ừ, sĩ. đó Ok ở đó ok rồi à, còn còn làm tổng thống, một người ra tranh cử tổng thống phải ít nhất là 35 tuổi và phải là phải và phải ở trong nước Mỹ ít nhất là 14 năm, tức là di được quyền ở nước ngoài ok nhưng mà phải ở trong nước Mỹ ít nhất là 14 năm, nhưng mà tổng thống Mỹ phải sinh ra Mỹ nữa anh. phải sinh ra Mỹ, phải sinh ra Mỹ bắt buộc, tức là những người mà sanh ở nước khác á, là lên vô bên Mỹ á, là tối đa tức là chỉ có thể làm thống đốc một tiểu bang và tối đa là chỉ làm được thượng viện hạ viện thôi, tức là những người sanh ở nước ngoài không có cơ hội để tranh cử tổng thống. Ok rồi à, cái này 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 bên Mỹ có đảng cộng sản Mỹ nha, bên Mỹ có đảng Có cộng chứ. sản Mỹ Có có. có đảng cộng sản Mỹ nhưng để nói ra cho rõ nha 24 tây tháng 8 1954 ok tổng thống Eisenhower đã ký một cái luật tức là outlaw tức là nói những người này là phạm pháp, tức là những người này là outlaw rồi, tức là bị cấm rồi, tức là người này không được tham gia gì trong 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 chính quyền nữa hết đó, outlaw tức là 1954 rồi, ông tổng thống thời đó là Dwight Eisenhower, ông Eisenhower đó ok tức là ông outlaw rồi, tức là những người đó là tức là ngoài vòng pháp luật rồi không chơi, tức là mấy người đó là, và thật sự có luôn anh coi nghiên cứu tức là hiện giờ
hiện giờ trong nước Mỹ nó đón được khoảng chừng 5.000 người member, tức là những thành viên đó có khoảng 5.000 người. Ok, và trụ sở Ăn nhậu cà phê cho vui thôi chứ không làm chính trị được. đúng rồi, trụ sở của nó ở New York, trụ sở của nó ở New York. Ok. Rồi sau khi ông tổng thống mà là bãi nhiệm rồi đó, được được vẫn được mật vụ bảo vệ suốt đời luôn, lúc nào cũng có hai mật theo ông cựu tổng thống, là đến đến chết thôi. Ok, rồi giờ cái gì, tòa án tối cao, Supreme Court. Ok, tòa án tối cao pháp viện đó, tối cao pháp viện. Ok rồi, tối cao pháp viện đâu rồi? Ơi, nó em hết 4 tiếng live rồi, em phải tắt live này, em mở lại live mới nha. Em hết 4 Rồi giờ live rồi. rồi rồi, chúc đi, tắt đi, tắt đi. Ui chưa, Mẹ nó tàm bà cố luôn, nó thấy được nhưng mà mấy, nó nói gì mà nó kể em là nó thấy được công an mướn mấy giang hồ ăn hiếp người dân, thì mày quay phim chụp hình mà đi, mày tố cáo đi. cái đó Duy nói là gài, là sao giống như bữa kia hỏi ai hỏi Nguyễn Tấn Dũng có ăn hối lộ cái gì không trả lời, Duy nói cờ gài, giải thích anh tại sao đó là cờ Ví dụ như bây giờ á, cái tin có phải là cái tin đó là cái tin em không xác thực không, đúng không? Em không xác thực mà em nghe lời của nó, đúng em hàng nghe ngàn lời phút của thôi. nó, Ừ. em xuống em đi biểu tình, em đi phản đối, em đi đâm đơn, em kiện, có phải em bị kiện ngược lại cái tội vu khống không anh? Đúng. Vậy nó phải nó gài em không? Thì mày thấy thì mày làm đi, mày quay phim mày chụp hình đi, còn mày kiện, đất nước này vinh danh mày, đúng không? Lượt like, lượt view, lượt follow Facebook mày sẽ tăng lên, tuổi trẻ sẽ coi mày như là tối ca vậy đó. Tại sao mày không làm? Mày một cái việc làm mà lời như vậy, sao mày chia cho tao? Tao có cảm thấy là có vấn đề không? Nếu là tao thấy tao làm rồi đó, tao không chia mày đâu, mày chia. Tao bán tin tao cũng giàu nữa, đúng không anh? Bán tin cho nhà báo. Đúng rồi, đúng rồi, nếu mà đúng, nếu mà sự thật đúng. Anh nghĩ là nó có khùng không? Nếu mà nó biết cái chuyện đó, nó nổi nó rình, nó quay phim chụp hình không à, nó lại nó tốn tiền mấy anh công an, nó không cũng chết mẹ nữa, đúng không anh? Bây giờ chín thằng đúng không, mày mướn cho thằng người thời gian đúng không, một thằng cho tao 5 tỷ đủ không, mà chín thằng là nhiêu rồi, 4 tỷ rưỡi mà chết à. Tao nói thiệt, coi cái kèo làm ăn đó, nếu mà có thật không bao giờ nó bán cho em hết. Em không tin rằng trên đời này có bữa ăn nào miễn phí. Bớt gài cu, bớt gài đi. Chào Nguyễn Tấn nha, chào Nguyễn Tấn nha, cảm ơn sự ngưỡng mộ của Nguyễn Tấn nha. Nguyễn Tấn ở Việt Nam hả? Nguyễn Tấn ở Mỹ. Đàm tiếp đi, đàm tiếp đi anh, thí dụ anh Em nói đang thích thì anh kiếm, em đang kiếm nó, em đang kiếm con nào nữa không đâu. không, không, bữa anh thích nhất là cái vụ mà Nguyễn Tấn Dũng có ăn hối lộ hay không, có nhắc lại cho anh nghe đi, cái đó vui á, anh thích Thằng đó cái nó cách không mà sao nó em giải quên thích. mẹ rồi. Không, Thằng nó đó nó hỏi không là sao. không, nó nói gì nè, nó hỏi anh nghĩ sao Nguyễn Tấn Dũng có ăn hối lộ hay không gì đó, cái gì mới giải thích anh rất thích, mày mày gài tao hả mày, hay là cái gì Nó đó gần thiệt chứ bộ. mà giải thích Đúng đi, không? anh thích nghe, anh thích nghe cái bài Bây đàm giờ của anh. thí dụ như á, em trả lời là có đi, đúng chưa? Em trả lời là có, thì lỡ mai mà ví dụ như công an Việt Nam ta đang điều tra, mà em đi em tung ra cái tin này, bức dây động rừng, ảnh hưởng tới điều tra phá án, kiện em cái tội cản trở phá án, đúng không? Cái tội đó kiện được rồi, mà lỡ không có thì anh hiểu rồi đó, không có mà trả lời có là xong đời em ơi. Chơi luôn tới Nguyễn Tấn Dũng mà mày chơi, mày xuyên tạc, mày chơi mày còn mày vu khống luôn cái tội đó thôi, xong rồi đó. Không, cái tội đó là 10 cái mạng tao chịu không nổi nữa rồi. Bay Ok, gai. khoan khoan, để anh trả lời Luli. Luli ơi, ví dụ mà chiến tranh Việt Nam đó, bữa anh nói gì rồi là Mỹ nó không có đền, tại vì theo hiệp định Paris ký đó, tức là Mỹ được quyền rút lui no fault, tức là không có lỗi gì hết, thành lý do đó là nó không đền. Hôm nào anh kiếm được cái văn bản, anh sẽ đáng dán lên cái trang của Duy thì mọi người đọc đó. Bữa hôm anh kiếm Google anh kiếm được rõ ràng luôn, nhưng mà mất tiêu rồi, không không rụt ra được, nhưng mà có, anh đã đọc rồi. Nghe Luli, tức là nó được rút lui mà trong êm đẹp và không bị đền bất cứ lúc gì. Và cái bài đó nó nói luôn là nếu phía bên Việt Nam Cộng Hòa có muốn đòi hỏi gì lúc đó là cái lúc đòi hỏi nó đền bù đó, tại vì thằng Mỹ nó sẵn sàng đền, không, ngân sách quốc phòng của nó mà nó sẵn sàng đền, nhưng mà lúc đó không hỏi thì thôi, non giấy gì bút sa gà chết rồi. Nghe Luli. Cho nên nhiều khi đòi cũng được á, nhưng mà nói chung thôi chị cũng qua lâu rồi, mẹ cũng 45 Nhưng năm mà rồi.
nó mở cấm vận rồi, nó trợ cấp đồ này kia, nó viện trợ đồ này kia thì cũng không bù quá sức lại. Đại khái là anh nghĩ như vậy. Không, nó mở cấm vận thì có mở thôi chứ nó có viện trợ mẻo gì đâu anh. Không có hả? Không, có viện trợ gì đâu. À Ok nè, bà anh. Dư Kiến Lân nói nè, thấy không? Dư Kiến Lân nói là thầy em có nói cái đó anh, nó có anh biết anh lên đây không bao giờ mà suy nghĩ ra cái gì mà anh nói hết trơn á. Cái gì cũng phải là nghiên cứu có giấy trắng mực đen đàng hoàng chứ không có lên nói bừa được. Ok. Duy giờ giàu có biết đất gì cuộc sống khổ sở bên ngoài kia, biết đất gì bọn công an ức hiếp dân. Mày biết nhiều quá thì mày đi mày kiện hoặc mày đi bán tin cho nhà báo đi, mày kiếm tiền giàu như tao. Sao Ai mà mà cũng mày, đúng không? ai cũng nhầy hoài vậy. Đúng, mày biết tin nóng á thì mày phải biết bán cho nhà báo đó, còn nếu mày chơi lớn nữa thì mày uy hiếp luôn mấy quan chức á đó, kiếm tiền hoặc đi tố cáo, ba đường chọn đường nào đó chọn. Tại sao mày bán tin cho tao? Tao không tin mày tốt mày bán tin cho tao đâu. Khoan, để nói Lưu Ly ơi, cái đó là cái chính trị của Mỹ, anh không rành nhiều thành ra không không biết. Nhưng mà thật sự nó mở cấm vận là mình mừng rồi, anh cũng muốn gì. Anh thấy cái thời mà lúc bị cấm vận nước mình khổ thấy mồ luôn, mà có ngon lành gì đâu. Bây giờ nó mở cấm vận là mừng, nó mở cấm vận gì mới được giàu giống vậy chứ. Bây giờ mà Thì thời bao cấp chứ còn gì nữa. Anh nói cái câu này quá đúng luôn rồi đó. Má khoan, để nóng trả kinh lời dữ Nguyễn lắm. Tấn. Nguyễn Tấn ơi, không không biết vụ kiện đi đi dioxin nha Nguyễn Tấn, nhưng mà hình như Duy nói là mình kiện cái vụ Gia Cam đâu có thắng đâu. Chơi, Thua. đi đi chơi đi chơi sân nhà nó làm sao thắng. Kiếm lại. À còn biết kết quả để hôm nào anh lục cái đó, để rồi kết quả bằng tiếng Mỹ rồi anh sẽ đọc ra, anh lên diễn đàn anh trình bày cho mọi người nha. Anh để anh Google lên cái kết quả của cái, nhưng mà xử xong rồi phải không Duy? Xong rồi Chữ xong thì chắc chắn nó sẽ có kết quả, thì để anh sẽ kiếm ra anh đọc coi nó nói cái gì trong đó. Ok, nó xử như thế nào. Ok, để hôm mày nào anh gì à, mày nghĩ xem dân thấp cổ bé họng đi kiện cáo nó để nó còng cổ à mày, mà tao ở Mỹ chứ có phải ở Việt Nam đâu. Ở Mỹ thì mày xỏ về Việt Nam làm cái con méo gì, còn không mày đâm đơn mày kiện qua chính phủ Mỹ kìa, mày kiện tổ chức nhân quyền, mày kiện thoải mái đi, mày muốn làm đó mày làm. Trời ơi, vụ gì mày ở kiện gì Mỹ, nữa, mày ở bên Mỹ sao mày gần hơn tao nữa gì hả? kiện gì Ở ở Việt bên Nam mà Mỹ. tao không biết rồi. Mà mày bên Mỹ mày biết luôn mấy vụ ở ở bên ngoài luôn á hả? Ghê vậy. Tố Ủa cáo anh tham nhũng được đó 5 tỷ, đúng rồi, tố cáo tham nhũng được 5 tỷ đó. Mày cũng biết nó là dân thấp cổ bé họng vậy sao tối ngày tụi bay đòi lãnh đạo đất nước hoài vậy? Mày tối ngày mày nói là gì, đại tế của dân, phục vụ cho dân, dân phải là nhân quyền lãnh đạo đất nước vậy? Mày nói câu trước mâu thuẫn câu sau, túm lại mày giờ là ta dân thấp cổ bé họng hay là dân lớn giọng? Nó mệt quá. học học những cái câu bá đạo này thiệt luôn ô gì gì là gì, nó nghe nè, gì làm biết anh khỏi làm ăn mẹ gì luôn á, tối ngày cứ canh cái vụ bữa kia anh nhớ có bữa kia anh nhớ gì làm giấc sáng có thằng nào trong văn phòng của gì nó anh nó nói là làm cho kinh tế trì trệ luôn, cái gì mới suy nghĩ không ai đi làm ở đó luôn, là coi này không ảnh hưởng kinh tế, ảnh hưởng kinh tế. Không, đừng cái là bên này đang chuẩn bị lễ gì từng từng cuối tuần này nè, chủ nhật thứ hai này là bên này lễ. Lấy Thành gì ra em? là lễ là nó kêu là lễ lễ memorial day, tức là lễ tưởng niệm á, lễ lễ tưởng niệm á, Làm tức là lại hình như chiến, là nó kêu là gì? Chiến sĩ trận vong á phải không? anh không rõ là nó tưởng niệm cái gì, tại vì ngày lễ của ngày để của quân đội là tháng 11 là riêng nữa, nhưng mà cái này nó memorial không biết, nhưng không biết là cái vụ gì, nhưng mà chỉ biết vậy nè, tức là những cái tiểu bang, những cái tiểu bang lạnh của anh gì nè, tức là chính thức là những cái bãi biển nó mở cửa. Bãi biển mở cửa tức là gì, không phải là bãi biển nó đóng cửa, tức là nó có hàng rào nó đóng cửa gì cho, tức là bãi biển mở cửa tức là nó có người ra bảo vệ, ví dụ như sợ ai mà bị chết chìm rồi đó, thấy không? Trong cái lúc nó đóng cửa tức là những cái chỗ, những cái trụ canh như biết đi ra biển thì có mấy cái trụ tụi tụi lifeguard, tức là tụi tụi gì đó tụi cứu đó, nó tức là nó nói chính thức là nó mở cửa, tức là có người ngồi đó canh chừng lỡ ai mà bị nạn bị gì đó. Đó là cái cuối tuần của tháng 5 là chính thức, là chính thức là gọi chính thức là đem vào mùa hè của Mỹ đó, bắt đầu Mỹ nó đi đi vacation đi chơi đồ đó, đi biển đi chơi đó, là chính chính thức đánh dấu mùa hè rồi. Cuối mùa là gì, cuối mùa là Labor Day tức là lễ lao động đó,
lễ lao động tháng 9 á là chính thức đóng cửa các bãi biển, tức là không có tụi tụi bảo vệ canh phòng nữa. Đó là tiết mùa hè của nó bắt đầu từ cuối tháng 5 cho đến đầu tháng 9 là Labor Day đó, là lễ lao động đó. Bên vậy là bên Việt Nam là lễ lao động nhưng mà Mỹ nó Labor Day, tức là nó chơi tháng 9, nó không chơi kiểu cộng sản quốc tế, đúng không? 1 tháng 5 là bên bên phía cộng sản quốc tế. Mỹ nó không chơi ngày đó, 1 tháng 5 bên Mỹ không có lại gì chăng á. Vậy nó cũng ngày 30/4 luôn, nó cũng ngày 1/5 luôn, mấy ngày đó ngày bình thường. Đó, 30 tháng 4, 1 tháng 5 là ngày bình thường. Đối với anh nó cũng là ngày bình thường. Đúng rồi, vậy đi. Ngày đó anh không để cái avatar đen thui là thấy được rồi đó. Tại sao? Tại sao? Ông sự lựa chọn mà gì? Anh nói gì rồi, đó là tự do cá nhân của mình được quyền lựa Đúng chọn. rồi. Rồi cái gì Sơn Tây nhầm rồi 577 Zeron Phone muốn bình thường quan hệ nhưng Việt Nam đòi bồi thường chiến tranh nên bỏ lỡ cơ hội sau vụ Campuchia nên trôi đến năm 95 đó. Di đành vụ này Được không? Anh không biết nè, cái này anh không rõ vụ không? này. Năm Tao lúc em đó thì em cũng em thì em cũng có biết cái năm 77 là nói chung là bên Mỹ nó bật cái đèn xanh nó muốn quan hệ quên lại quên Việt quên Nam. quên quên gì, lúc đó anh vẫn còn ở Việt Nam, 77 vẫn còn ở Việt Nam, lúc đó không biết, với lại sau này không nghiên cứu. 77 anh còn ở Việt Nam, Dạ, 81 với lúc đó là theo như em biết đó là Mỹ nó cũng muốn muốn quan hệ lại với Việt Nam nhưng mà phía Việt Nam từ chối, mà em không biết là em cũng không biết là cái nguyên nhân tại sao mà cái đó không được đó. Còn cái bạn à, này để nói Google, thì để lúc do nào em nghĩ là do bồi thường chiến tranh thì chắc em nghĩ cũng chưa hẳn đâu, cũng chưa hẳn đâu, tại lúc đó là mình còn quan hệ nồng thắm với Liên Xô quá mà. mừng mà đã ký kết là cho rút quân không bồi thường rồi, làm sao mà nó nên Mỹ là giấy trắng mực đen à, không có giấy văn bản đàng hoàng, nó không có đền đâu. Mỹ là cái xứ nó luật lệ, ok, bất cứ cái gì muốn gì á đều lấy giấy trắng mực đen ra nói chuyện, không có nói miệng được, ok, không có nói chuyện. Giống như là Tết Mậu Thân ngừng bắn á, giống như Duy nói vậy đó, không có bằng cớ, không Đúng có rồi, biết đâu nói, giống như anh nhớ này Duy kia nó nói, đam em nữa kìa, anh phải cái anh câu là Duy nói, thằng nào mà hỏi Mậu Thân cái Duy nói, tao nói cũng được vậy. gì Bá đạo. ngoan như vậy đi, mai mốt Trung Quốc nó thăng cho quân hàm làm tướng, Duy Nguyễn chắc cũng là tay sai của bọn Trung Quốc. Mình có bản lĩnh thì mình khẳng định luôn đi, mình đừng có chắc với lép nha, mệt quá. Thằng này ở Mỹ mà comment ngu quá anh ơi. Mỹ sao bồi thường dioxin cho Việt Nam nổi hơn 1 triệu người? Nó không bồi đâu, chuyện Nếu thua. nếu mình kiện, nếu mà thắng kiện nó đền thôi, nếu mà thắng kiện nó đền thôi, còn anh không biết nó đền thì 1 triệu người là bao nhiêu không biết, nhưng mà thắng kiện thì nó đền thôi, bằng hình thức nào thì mình không biết, nhưng mà thua kiện rồi. Gì anh khoái câu gì nè, học lịch sử không có níu, thua rồi không có Thua rồi thôi chứ. níu. Thua rồi không có níu, thấy không, học những cái bá đạo của gì á. Ai Nhanh nhanh với mấy bạn comment là lẹ đi đam cho nó đã. muốn hỏi mình gì? Bạn cứ hỏi thoải mái đi, hỏi gì cũng được, hỏi sang tay cũng được, trả lời hết trơn. Ok rồi, trong khi không có câu gì hay, anh hỏi gì, hồi mà đệ nhị thế chiến cái gì, Nhật nó có chiếm được Trung Quốc không vậy? Lúc đó nó có vô nước Tàu không vậy? Có Ủa chiếm luôn nó hả? chiếm mà không chiếm hoàn toàn được nghe, nó chiếm một phần thôi. Một phần thôi à. Trời đất, còn Nhật nó quýnh hay lắm mà, nó quýnh thằng Mỹ khóc cái trận trân châu cảng xong nó vòng qua nó quýnh hết Đông Nam Á luôn đó. Ủa Má mà Nhật lúc đó quýnh. lúc lúc đó ở bên lúc đó là 1900 coi như 39 45, lúc đó bên Trung Quốc là cộng sản chưa ta, chưa hả, hay có cộng sản Chưa rồi, chưa chưa là Tưởng Giới Thạch phải không, phải lúc đó Tưởng Giới đúng Thạch rồi, Tưởng Thạch nó chùm, Tưởng Thạch mạnh hơn, không? xong rồi sau 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 chiến tranh này mà Tưởng Thạch mới quýnh như mà Mao Trạch Đông. À, Mai Trạch Đông. Rồi tới năm 49 thì Tưởng Thạch lên được. Mỹ nó nuôi không nổi, Mỹ yếu quá. Ê, 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 lưu ly sao kỳ vậy, lưu ly tòa án nước Mỹ là một lũ mất dạy. Nói lưu ly nghe nè, không phải anh binh vực hay là cái gì á, bên Mỹ mình phải tin tưởng vào cái công lý của Mỹ, ok.
Đừng có nghĩ là chơi sân của nó rồi tòa án nó bắt ép gì không gì đâu, tại vì á, những cái viên thẩm phán rồi những cái người đó, tức là những cái người được được rất là tôn trọng và nó dính líu rất là, để một chút không ai nói chuyện gì anh sẽ kể gì cái hệ cái tòa tòa án tối cao pháp viện của Mỹ nó được thành lập như thế nào và như thế nào, tức là những con người đó là những con người rất là đầy tư cách và đầy uy tín, thành ra mình không thể nào nói cái tòa án của Mỹ nó xử như là giống như là xử mà trọng tài xin cái nại hay là gì, hoàn toàn không có điều đó. Mình phải tin tưởng cái hệ thống công lý của tụi nó, tức là nó rất là công bằng, ok, không phải là luật luật sư Mỹ là cái là không biện hộ cho mình, hoàn toàn không có điều đó, ok. Nó tức là Mỹ nó làm không có tình cảm, đúng không? Thí dụ như như là cái người bị can, ok, là bị cáo thì luật sư của Mỹ nó dẫn ra nó bào chữa cho Duy đàng hoàng, không có một cái nghĩa là ok tại vì mày là này nhưng mà tao là Mỹ tức là tao sẽ binh cho bên hệ thống chính quyền của Mỹ, tao tao bào chữa cho mày rất là mèo vào, đó là cho mày mày ăn thua gì mày gán chịu, không có nó. Tức là Mỹ nó làm việc rất là đàng hoàng, không có một cái sự thiên vị, ok. Bởi vì người một người bị cáo mà đang bị bắt á, mình không có tiền gì, nhà nước Mỹ sẽ cho mình luật sư đàng hoàng và luật sư đó bằng mọi giá vẫn bảo vệ bào chữa cho mình, hiểu chưa? Thành ra mình phải tin tưởng vào cái hệ thống công lý của Mỹ, chứ mình không có nói là nó chơi là trọng tài xin cái nại, hoàn toàn không có chuyện đó, ok. Tại vì hai bên đều có thể mua được mà, hai bên đều có tiền để mua luật sư bên này và mua luật sư bên kia, thành ra mà có cái ông thẩm phán ngồi chính giữa nó gì, hiểu không? Thành ra nó rất là công bằng, nó rất là nghiêm minh, tức là nó tôn trọng luật lệ, đi ra tới tòa rồi biết, ok, không có cái vụ mà tào lao nghiêng bên này nghiêng bên kia đó. Hồi Hello hồi kháng Nhật hồi kháng Nhật Cộng sản Trung Quốc cũng có rồi Duy. Dạ đúng rồi anh, nhưng mà chưa lãnh đạo được anh. Chưa lãnh đạo được, chỉ là nhỏ thôi. hello Rồi Nguyễn Văn anh Quán, Canh Lì, anh Canh Lì hình như là không đồng ý với anh kìa, anh thay quan điểm. Thì thôi. ok, anh nói gì? Công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 là một công hàm bán nước của ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, người Rồi, đứng tên ký là Phạm Văn Đồng. Biết di đọc sử chữ cái không? này di sử cái Sao này, ok, mày mày cái này đi ghi Mỹ mấy mày di sử làm cái này, neo mày giũa riết rồi mày quên mẹ nó chữ rồi hả? Mày đọc cho tao từng chữ trong công hàm đó lẹ, nhắm trái lẹ đi em, đừng 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 có ngại, đừng có ngại ngùng nha sao Duy chơi đó. người làm neo Duy có mò mé chơi không nay Đúng không? Chứ bên bản nó không có phải làm nghề gì giờ, anh nghĩ Duy thằng này anh nó này ngu như vậy nó làm được nghề gì? nhiều khi không phải làm neo đó, nhiều khi luật sư bác sĩ gì đó cho nội, đừng có Gì luật sư bác sĩ mà không biết đọc chữ hả? quên lâu ngày quên Nó viết như vậy mà quên hả? đồ Anh coi nó viết đó, nè, nó viết cũng được nè, anh đúng không? troll gì thôi, anh troll gì thôi, ai mà Wow. biết. Mày có biết đọc chữ không? Kelly không đồng ý với anh điều gì. Kelly, can you write in English? I'll read it À, xin lỗi anh and chứ I'll Mỹ tell mà công công lý buồn cười. Rồi Ngô Tế Hiển nói vậy em đọc thôi nha, em bình phẩm gì trơn á. 16 hải lý chỉ tới đảo Hải Nam của bọn Trung Quốc thôi nha thằng ngu đó. Bạn kia trả Chào lời thằng Tú anh, chào anh Hùng Lân. À, đúng rồi đó, để cho mấy người dưới nữa, đội quân mình đông mà Duy. người già ấu dâm ở Mỹ có bị án treo không anh? Tùy tùy ấu sao mày, oro hay là No, visa để hay tao là xử nghiêm hand minh. job Ê, hay là vòng ngoài? để anh kể cho nghe, mở cho nghe chuyện này mới vừa xảy ra nè. Cái ông Mỹ đen, ổng là comedian đó, ổng là hài đó, ok, ổng hài độc thoại đó, rất là nổi tiếng của Mỹ luôn. Ổng bảy mấy 80 rồi, nhưng mà ổng Kệ. bị là mấy cái người mà nhân viên mà ngày xưa đã làm việc cho ổng ra là nói ổng là lúc mà ổng còn đương thời đó ổng sờ mó người ta. Ôi, mà ổng là người nổi tiếng luôn nha, nhưng mà sau cùng là nó xử ổng là có tội đó, nó phạt ổng là mà hình như là mười mấy năm á, cái án mười mấy năm. Nhưng mà anh kể cái này nghe cho cái tù của Mỹ vui lắm, tức là ổng là một cái người quá nổi tiếng gì hiểu không, và ổng rất là giàu, thành ra cái tù của Mỹ ổng được gửi tới nó kêu là country club, tức là chỗ đi giống như chỗ đi chơi đó, giống như là giam cho có lệ gì đó, cứ coi như là ổng mất tự do, ổng không được ở nhà của ổng nữa, nhưng mà ổng không phải bị nhốt chung với những cái thằng cướp của giết người, hiểu chưa? Đó, tức là những cái người nổi tiếng hay là những cái người á, là được vô những cái tù hơi đặc biệt một chút là vậy đó, nó kêu là country club, tức là cái chỗ mình đi giống như là đi spa đi vậy đó, đó nó vậy đó, ok, chứ không phải là chung với cái đám này cướp của giết người xì ke ma túy. Nhưng mà vẫn bị kết tội nha, mọi người vẫn bị kết Đúng tội rồi. nha. Một dù ổng là người Mỹ đen, một người hài rất là nổi Nhưng tiếng nha, rất là mà giàu. mình còn phải đi sâu vô là cái vụ ấu dâm cụ thể là cái hành động là cái gì chứ. Đúng không?
ví dụ như là đúng rồi, sờ mó từ nó sờ ngoài quần hay là đúng đúng chị nói là sờ đúng trong đúng quần rồi lót đúng hay rồi là sờ đúng rồi có đúng móc rồi hay không thì có ướt hay khô thì sờ trên sờ dưới sờ như thế nào đó. sờ trong hoàn cảnh nào Nó và cái người đơn được giản sờ người ta tự nguyện hay là người ta phản kháng hay là người ta đồng tình hay người ta ửng mờ có nhận tiền không nhận tiền nữa chứ đâu phải nói như khơi khơi được đâu. để nói cho các bạn nghe, cái bên Mỹ á, là bên Di viết bên Việt Nam mình là ví dụ mấy nhỏ thì mình người lớn hay là sợ gì, bên Mỹ là tuyệt đối không nha, ở tù ngay lập tức luôn man, đúng không? Bên Hung má Mỹ nó ở tù không? Hung bên hung má nó ở tù không? Việt Nam Nít ví dụ như em tới chơi cái phone kỳ quá anh không nghe được, cái phone Di kỳ quá không nghe được. Bị gì rồi, bị gì rồi Di ơi, không nghe, không nghe được gì hết đó. khi qua bển du lịch thì xong ở tủ bển như Minh Béo nữa bỏ mẹ. Nhưng mà tốt hơn hết mình gặp nít mình tránh xa là chắc cú nhất Ừ, à, đừng 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 có tới vuốt ve sờ nó này kia, cái tật Việt Nam hay thoải mái hay bóc bóc bậy chớp với Mỹ á, nó bị mấy vụ đó lắm. Mày bởi vì như thấy Mỹ con nít Mỹ không bao giờ thấy hình nít Mỹ trần truồng ở đó, cái đó là tối kỵ, đó là phạm luật xiềng luôn Rồi hôm nào rảnh á anh sẽ kể cho Duy những cái Duy nghe, thường mấy người này nói dữ cái vụ mà giết người hàng loạt đồ gì, cái thằng kia nó chuyên môn nó đi giết gái điếm đồ gì, hôm nào kể cho nghe là bên nước Mỹ nó có thằng nó khùng như vậy đó, những đó là những người khùng, ok, nó bị tâm thần. Sao anh thấy Mang tâm thần Luli nó cầm súng nữa ghê. anh thấy Súng anh thấy sẵn. Luli nó no, để anh nói Duy nghe, hôm nào anh mua cây súng, anh mua cây súng anh lên diễn đàn cho mọi người coi. Nó Được bắt quyền anh tội khoe mình anh súng. hả, mình được quyền mang súng mà, mình được quyền mua súng, mình được quyền mang súng mà, nói gì đó bình thường, đi súng khoảng chừng mấy trăm mà. Anh thấy Luli hay là Hùng Lân gì muốn lên nè, muốn lên không, anh nhường lại cho mua gì, sao nghĩ sao muốn cho hai người này lên Sao không? cũng được, tùy mọi người, tại sao cũng được. Rồi, ok, cho mượn sân đan nhau nè. Ok rồi, thí dụ mà không xong thì cứ việc gọi anh lên anh vẫn nghe, ok.